trong năm, Hà Nội lại mang trong mình một vẻ đẹp riêng. Nhưng có lẽ mùa thu là đặc sản gây thương nhớ nhiều nhất cho du khách khi đến với thủ đô. Những ngày đầu tháng 10, cái nắng hè đã nhường chỗ cho những cơn gió heo may. Người ta lại truyền tai nhau câu nói, Hà Nội đẹp nhất vào thu. Mùa thu mang đến cho thủ đô một vẻ đẹp bình dị nhưng đầy quyến rũ, như những thước phim quay chậm tái hiện lại từng chi tiết trong ký ức. Ánh nắng không còn chói chang mà nhẹ nhàng, ấm áp, len lỏi qua từng tán cây cổ thụ, rơi xuống mặt đường tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Không gian Hà Nội lúc này trở nên thanh khiết, cái se lạnh miên man giúp người ta cảm nhận sự dịu dàng của đất trời và cũng đủ ấm áp để con người trở nên gần gũi, thân thiện hơn. Hiện tại thì rất là mát mẻ. Như ngày hôm qua thì đang học ấy, nhưng mà cũng trốn thầy ra Hồ Tây chơi được một lúc vì thấy tiết trời Hà Nội đẹp quá. Mấy chị em bảo là phải tranh thủ chơi đi Hồ Gươm với Hồ Tây chơi. Tiết trời rất là mát mẻ. Khi mà mình ra tới đây thì mình lại nghĩ rằng là cái tiết trời nó không khác mấy ở trong miền Nam. Bởi vì miền Nam nó cũng nắng mà nó cũng dịu dịu mát ấy. Nhưng mà hai hôm nay thì mình cảm nhận rõ ràng mùa thu Hà Nội. Rất là nó có cái gì đó se se lạnh và lãng mạn. Nhắc đến mùa thu Hà Nội, không thể nhắc đến cốm, món quà tinh túy mà đất trời đã ban tặng cho thủ đô mỗi độ thu về. Hương cốm thoang thoảng trong gió, mang theo mùi thơm dịu nhẹ đặc trưng của mùa thu, len lỏi qua từng con ngõ nhỏ. Những gói cốm xanh tươi được gói ghém cẩn thận trong lá sen mát lành, mang trong mình hương vị của đất trời, của lúa non mùa thu. Cốm không chỉ là một món ăn mà còn là biểu tượng của sự thanh tao, của nếp sống bình dị mà thanh lịch của người Hà Nội. Không chỉ có cốm, Hà Nội vào thu còn bừng sáng với những quán cà phê ven đường, nơi người ta ngồi nhâm nhi tách cà phê, thưởng thức vẻ đẹp của đất trời khi thu về. Những gánh hàng rong chất đầy các loài hoa tươi nở rộ cũng góp phần làm cho từng góc phố trở nên rực rỡ, khiến ta như được đón nhận cả mùa thu vào lòng. Cảm thấy cuộc đời trở nên tươi đẹp và dịu dàng hơn giữa nhịp sống hối hả thường ngày. Cái thời tiết mùa thu rất là đẹp, nó rất là dễ chịu và Hà Nội cũng có một cái gì đấy vừa lãng mạn lại vừa cổ kính nhưng vẫn có cái chút hiện đại ở trong đấy. Nên là thời tiết mùa thu như này thì mình sẽ muốn ra ngoài đi dạo để hưởng cái tiết trời mùa thu Hà Nội ấy, một cái mùa rất là đặc biệt trong năm và một cái đặc trưng mà chỉ Hà Nội mới có, đấy là mùa thu thôi. Hà Nội vào thu không chỉ đẹp về cảnh sắc mà còn là mùa của những cảm xúc sâu lắng, chạm đến trái tim của bất cứ ai đã từng đi qua hay chỉ đơn giản là dừng chân thưởng thức khoảnh khắc của đất trời nơi đây. Thu Hà Nội không ồn ào hay vội vã, nó như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng để ta sống chậm lại, tạm gác những lo toan thường nhật để cảm nhận từng khoảnh khắc trôi qua. Đối với những ai đã từng đến Hà Nội hay sinh sống ở đây, mùa thu không chỉ là một phần của thiên nhiên mà còn là một phần của tâm hồn. Mùa thu có thể đến rồi đi, nhưng những cảm xúc mà nó mang lại sẽ đọng mãi trong lòng mỗi người, như một bản tình ca không bao giờ kết thúc.